là được thờ ở trong đó thôi. Có ba vị không được thờ, đó là ông Dục Đức và ông Hiệt Hòa là đã bị phế truất. Còn ông Bảo Đại á, là tại cái cửa ngõ mố mà mình đi vào, và tại đó là vào năm 1945 á, là ông đã thoái vị rồi. Ông trao trả chính quyền lại cho chính phủ Lâm Thời lúc bấy giờ á, chấm dứt 143 năm chế độ phong kiến. Nên bây giờ nên cũng không được thờ ở trong này luôn. Những vị vua nào mà khi mất mà con tại vì mà được thờ ạ. Trong này ngày xưa là nửa giới ạ, kể cả hoàng hậu là không vào được, nếu vào thì sẽ bị chém đầu ạ. Tại ngày xưa là chế độ phong kiến khắc khe, trọng nam khinh nữ. Những nơi mà quan trọng như cái nơi này là nữ sẽ không được vào. Vì vậy cái điện bên này là điện Phùng Tiên, sẽ dành cho nữ và để khấn khỏi ạ. Nhưng nó đã bị phá hủy vào năm 1947 rồi. Chỉ còn là phế tích thôi, bây giờ đang được trùng tu mà xây dựng lại. Mình vào thăm quan tâm mình lắm phục ạ. Em sẽ đợi nhà mình vào cửa này lên lạc ra lại cửa này luôn nhé. Thôi thôi thôi, thôi. Em đi vào quanh. Mưa này, đi vào quanh. Kế đi chứ, bị ở trong này. Nhiều điểm xấu lắm, như bị phá hủy rồi, mình ra cho biết. Thấy em